Hồi nãy Trấn Xin nói là Trấn Xin có bài riêng. Bài gì? Cánh hồng phai hả? Phai. Một bài hát hoài, đi chương trình nào cũng hát. Hát hoài, cánh hồng phai, phai phai phai, phai hoài. Phai, cái cánh hồng của nó phai mất màu luôn mà vẫn còn hay hát. Hay quá, dì Thư ơi, Thư nói hay quá, tuyệt vời. Này, không cho nói luôn. Từ bao giờ khán giả lại ồn hơn cả người chơi. Để có mấy cái nốt mà thì mấy cái đó là con trai đâu có ai hát đâu, có mình em à. Ừ, mình mày à. Không, à bên kia nữa, bên kia cũng có một giọng. Thôi được rồi. Mẹ thấy chưa? Tiếp em... tục đi, tôi hiền lắm, đừng có moi con người thiệt tôi ra. Trời ơi. Bỏ cái chân xuống. Cái bài này là bài này là bài ngốc của Trang. Dạ, dạ. Bây giờ Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Dạ gì mọi người, gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Giang, anh đây. Giang, bình tĩnh lại, Giang bình tĩnh. Làm sao em ru nổi những đêm dài? Làm sao cho con tim đó lạnh lùng? Chị mong sao cho tên em tan giá hả? Hãy suy nghĩ và hãy nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh làm tên nhau trong mơ. Và anh muốn hết lên cho thỏa nỗi nhớ. Bưng nó về. Bưng nó về. Nãy Trấn Xin nói là Trấn Xin có bài riêng. Bài gì? Cánh hồng phai hả? Phai. Một bài hát hoài, đi chương trình nào cũng hát. Hát hoài, cánh hồng phai, phai phai phai, phai hoài. Phai, cái cánh hồng của nó phai mất màu luôn mà vẫn còn hay hát. Hay quá, dì Thư ơi, Thư nói hay quá, tuyệt vời. Này, không cho nói luôn. Từ bao giờ khán giả lại ồn hơn cả người chơi? Đâu có, nãy giờ em giật dây nữa chứ. Ô, tuyệt vời. Anh nghĩ là bây giờ Thư là không có cửa về đội Trấn Thành rồi đó. Lập thì cũng không có cửa về bên đó luôn đâu em ơi. Đâu, cuộc sống em hùa lắm, em hùa thôi. Thí dụ ai tốt em thì em tốt với họ thôi đó, em chứ hùa. Bây giờ em hùa, Trấn Thành em hùa sao thử coi. Anh Thành là một người rất là giỏi giang và nói chung rất là duyên dáng, đẹp trai nữa. Tham gia chương trình lúc nào anh cũng thắng hết. Bán con xạo ra bây giờ. Xạo thử là mới là sách động phong trào nè. Không, em vỗ tay cho chương trình thêm sách đời, thêm thêm rôm rã đúng rồi á. Dùng tiếng vỗ tay nó lấp miệng mọi người để trơn trọi vậy đó. Thư ơi, anh nghĩ là sáng suốt nhất em về với đội Trường Giang nha. Anh Giang, ý anh sao? Anh cũng chỉ là người làm công ăn lương. Hồi nãy có người ta nói người ta quan trọng lắm. Đúng. Rồi người ta cất hai đứa mình như những cục thịt thừa. Đúng. Ôi, cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh. Không không, hồi nãy là dạng như là lúc đó là em đang bị đau cái chân đó, hiện tại em đang bị chặt đau cái chân nhưng phải là hư cái não. Đi về đi, ngồi đi nhanh. Thích sáng tác nhạc này nọ rồi lâu lâu bị trèo xuống sóng nữa. Ừ. Có phần đó luôn. Ê sao vui vậy? Đúng đó, tại đã đúng. Em vui lắm á. Không có vui. Kiểu như ủa mắc cỡ quá, mắc cỡ. Cái này mắc kiếm không? Thỉnh thoảng. Cái này mắc kiếm. Yên lên tiếp đi ý thôi. Như quảo vô tay được con. Trời ơi. Suy luận như vậy. Không có thợ hồ nào mà làm mà có di chuyện vậy. Bên đây nói rồi. À vậy hả? Dạ. Không có thợ hồ nào mà chân mài sắc lẻm bên vậy. Bên đây nói luôn rồi. Ủa nói luôn rồi hả? Có những tóc em chưa nói nữa. Lập về đi Lập. Về ngủ đi em. Thiệt á. Ủa em đang nhiều cái suy nghĩ vậy. Em chính nói của cả như nó không biết gì. Em mới là cái thứ cái gì em cũng biết. Chứ có một thứ em không biết là biết điều. Bỏ nghe mày. À. Chị Như, em làm phim em có mời chị rõ ràng mà sao mà giờ chị phản em. Mời mà hành người ta. Phản đi, lần sau phim anh mời em. Đó, không thèm, không có ai mời diễn viên mà ba ngày trời quanh có một phân đoạn, quay một phân đoạn, một ánh nhìn. Mà mày mời mày có trả tiền không mà sao nó căng thẳng vậy? Có trả chứ anh. Trả mà trả không có đủ xã hội của người ta. Đúng rồi. Nhậu quanh phân xịn mà. Nó chơi makeup từ 6 giờ sáng tới 4 giờ sáng ngày hôm sau chưa quay. Ủa chị mắc cười quá, bộ bình thường chị không makeup hay sao mà đó chị đòi. Đâu bình thường là mặt có mộc. Bình thường chị đeo mặt mộc đi ra ngoài không mà chị nói em. Trời ơi nó dữ quá. Bữa đó em tạo điều kiện cho chị makeup cho đẹp mà chị còn đòi gì nữa. Nè, các em nó đang nhìn mình. Ok, tỉnh táo đi, tỉnh táo lại. Sang rộng lại. Cái trơn mắt còn dày không à. Đó, thật ra thấy rồi. Nhóm em không có cái miệng nào vừa ở trơn trời. Anh muốn đây. Hỏi gì? Anh hỏi gì đó, em nhắm trả lời được trả lời. Dạ, thật ra đây là một cái bài hát mà của em cũng đã rất là lâu rồi, nó nằm trong album mới của em. À, em chưa có dịp để... Cổ gì? Cái bài hát rất lâu rồi nằm trong album mới của em. có nghĩa là cái album đó của em, em chưa có kịp phát hành cái bài hát đó. Thì mấy anh em đã bàn với nhau là sẽ hát rồi. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích. Sao hôm nay cái mặt anh gian xảo vậy xin? Anh đâu có gian xảo bằng mấy đứa kẻ chân mày đậm như em. Không biết chân mày em đậm sao chứ... Đây với đó... Đi theo chung chỗ đó. Đi theo chung chỗ hả? Nghe nói câu mặt nè.
bốn bạn nhóm này là chân mày như nhau hết nha. À, tại có mấy cái nốt mà thì mấy cái đó là con trai đâu có ai hát đâu, có mình em à. Ừ, mình mày à, không à, bên kia nữa, bên kia cũng có một giọng. Thôi được rồi, mẹ thấy chưa. Tiếp em... tục đi, tôi hiền lắm, đừng có moi con người thiệt tôi ra. Trời ơi, quên ngây thơ rồi, đạo sai đi. Đó mình à, sai với những sự lựa chọn của mình. Anh hư lắm. Cái gì nói gì? Ê khoan đã, bây giờ mình kêu thằng này với kia ra cho khách nói chuyện, là mình làm chương trình được không? Thì có tự nhiên hai đứa có... sao vậy? Vậy bạn muốn gì bây giờ? Bạn cuối cùng bạn nói đi, trong hai đứa gái thì bạn chọn ai? Gái gì? Lộn cái hai á, còn đứa nữa kìa. Đồng mẹ kia. Trời ơi trời, bây giờ ba vậy, thôi mẹ kìa, thôi tao lại mày. Vậy là chưa có kết quả hả? Nói đi gái. Miêu. Ừ, nói đi cứ. Dạ em chọn cái chị số 2 á, chị Bạch Tuộc á. Rồi chọn người khác là đúng, chính xác. Đúng cái rồi gì? Đó em chọn cái bài sao? Hồi nãy không phải là của Hương Trà mà là của chị Hồ Quỳnh Hương. Em muốn nghĩ nãy giờ giờ mới ra là cái bài và em muốn hát lên cho tòa nơi. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai, thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói cái bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trà. Bây giờ nghe nè, bài của chị số 6 nghe nè, đó nghe nè. Chị quẹo dù quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Không, nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em chưa nói chứ không phải Hương Trà. Đúng rồi, chơi đúng đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bài là bài anh. Đúng không phải của Hương Trà nhá. Đâu mà ơi, nó đấu tranh hơn 5 phút chỉ để vạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Trà rồi đó. Có đấu tranh gần 5 phút ngồi. Em đẩm bẩm nãy giờ luôn anh. Đâu từ lúc đầu là Miêu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Tại em ở đây anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quay quá. Nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quắn. Em không vậy. Muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu trời em. Ơi, hay anh quá. Hiểu em. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng dài danh mà tự nhiên nhắc đến đây. Ok, anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok, hiểu. Ok. Cái gì? Cái gì nó không đúng chứ? Thành ơi. Thành ơi. Okay. Thành. Ô, quên nữa rồi. An ủi em đi, an ủi em đi. Con chèm nó, chèm như sao mà nói vậy tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiêng nó ra. Giận lắm luôn á. Vô bình tĩnh em đi. Mêu bình tĩnh lại. Nói sai không, có một em bình tĩnh chưa, bây giờ bình tĩnh chưa. Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nó muốn lấy sơn nó tạc quán Trường Giang luôn rồi. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa. Em không biết nói sai vậy. Rồi, bây giờ Trường Giang. Suốt ngày có che. Xin lỗi người ta đó. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài của Hương Trà mà. Mà suốt ngày anh có che em mập lẽ không thích rồi. Nhưng mà em cũng là đó. Thì ra cái nguyên nhân chính là ở đây. Bài này là bài của Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài thì của Hương Tràm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không biết rồi đó. Đó. Nguyên nhân chính là đây rồi. Nhưng mà bài này của Hương Tràm. Vậy Hồ Quỳnh Hương, anh sao? Đi, giờ anh cá vậy không? Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh. Biết rồi. Quỳnh Hương anh không biết rồi. Rồi. Bị gì vậy? Bị. Tôi nói nha. Tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Là nó. Miu nghe nhiều nhạc Miu lộn, bài này của Hương Trà. Thôi Miu ơi, Miu em bỏ qua đi. Miu bỏ qua em đi. Em bị cái tình Hương thua ấy. Vuốt giận. Anh xin lỗi em. Bài này của Hương Trà, anh đại diện dòng họ nhà nha, em xin lỗi em luôn. Xin lỗi em. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi gặp một cái trường hợp như thế này. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi đó điều sao vậy? Bỏ cái chân xuống. Cái bài này là bài ngốc của Hương Trà. Giang, bây giờ Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Giang gì mọi người, gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Trà. Giang, ở đây qua đây. Giang, bình tĩnh lại. Giang, bình tĩnh. Làm sao em ru nồi những đêm dài, làm sao cho con tim đó lạnh lùng. Chị mong sao từ tên em tên giá hả? Hãy xin nghe và hãy nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh làm tới nhau trong mơ. Và anh muốn hết lên cho thoại nói nhớ. Bưng nó về. Bưng nó về. Đi về. Quá. Với anh giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối là yêu em. Em đúng.